Xin chào cả nhà, đây là buổi live stream ngày 16 tháng 1 năm 2022 Hôm nay thì Minh Hải xin phép là chia sẻ với các bạn Một ít thông tin liên quan đến đội tuyển Việt Nam tình hình Covid của cả hai đội tuyển Và hôm nay thì thể theo yêu cầu của các bạn Mình sẽ kể một câu chuyện rất sâu Liên quan đến ba nhân vật mới một ba ba nhân vật đầy cảm hứng của đội tuyển Việt Nam của chúng ta Đó là Trần Phi Sơn, đó là Nguyễn Hữu Tuấn và Tô Văn Vũ Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ từng câu chuyện một để các bạn nắm được. Và đợt vừa rồi thì các bạn hỏi khá là nhiều. Và mình thì cũng chỉ trả lời gọi là ngắn ngắn thôi. Chứ hôm nay thì chúng ta sẽ kể mỗi người khoảng tầm 10 phút. Cái câu chuyện của họ thì mình nghĩ là nó cũng rất là cảm hứng. À, không chỉ để các bạn hiểu hơn về các cầu thủ của Việt Nam mà có khi chúng ta cũng học được rất là nhiều từ tài năng, từ ý chí, từ sự thay đổi, quyết tâm thay đổi, khát vọng thay đổi của mình. Hôm nay Minh Hải xin phép được chia sẻ với các bạn nhưng mà trước hết thì có lẽ là chúng ta phải cập nhật một chút tình hình liên quan đến Covid của hai đội tuyển. Tình hình đầu tiên rất là đáng lo ngại cho đội tuyển nữ là hiện nay thì chỉ có 6 cầu thủ của đội tuyển nữ Việt Nam bay được từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ để chuẩn bị cho giải đấu thôi. Và hiện nay thì theo thông tin mình có được thì bây giờ thì đội của chúng ta đang bị rất nhiều trường hợp Covid có những người thì đã khỏi rồi nhưng mà vẫn đang trong thời hạn theo dõi thêm cho nên là không được xuất cảnh và không được nhập cảnh vào Ấn Độ. Trường hợp thứ hai là trường hợp vẫn đang bị dương tính và số lượng những người mắc uh, COVID-19 ở đội tuyển nữ thì cũng lại đang tăng. Đây là cái rất đáng lo ngại đúng không ạ? Mà theo thông tin mình có được thì khả năng cao là ngày 19 uh, các cầu thủ của chúng ta sẽ lại di chuyển từ Tây Ban Nha sang uh, Ấn Độ và nếu những người mà à chưa đạt được tất cả những cái yêu cầu để nhập cảnh vào Ấn Độ thì có thể là chúng ta sẽ bay những chuyến sau. Nhưng thực tế ra bây giờ cực kỳ khó khăn để kiếm được chuyến bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ. Đấy là một điều rất là khó khăn. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi để cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta. Liên quan đến ba trường hợp F0 của đội tuyển Việt Nam thì hiện nay à, Hoàng Đức ngày hôm nay sẽ có buổi test cuối cùng và khi nào có kết quả thì mình sẽ thông báo với các bạn hiện nay thì chưa có kết quả Đấy, và nếu mà bạn ấy âm tính ngày hôm nay là có thể là tối ngày hôm nay là bạn đã có thể lên đội tuyển được rồi hoặc nếu không thì là ngày mai nói chung là chỉ trong hôm nay và ngày mai thôi thì Hoàng Đức sẽ trở lại đội tuyển vì mình rất là tin là Hoàng Đức của chúng ta chắc chắn là sẽ âm tính bởi vì đã hai lần trước âm tính rồi mà thể trạng vận động viên bây giờ thì bạn ấy gần như là một người bình thường rồi không có vấn đề gì cả còn uh, hai trường hợp khác là văn toàn và tiến linh thì uh, theo một uh, nguồn tin của mình thì hiện nay đang có những cái lời khuyên dành cho huấn luyện viên park hang seo là không nên sử dụng tiến linh và văn toàn cho trận đấu gặp australia bởi vì là yếu tố liên quan đến thể lực yếu tố liên quan đến uh, cái hệ hô hấp sau khi bị covid và những người mà bị covid thì thường là phải cần có thêm một khoảng thời gian nữa để hồi phục hoàn toàn cho nên là huấn luyện Park Hang Seo của chúng ta đã nhận được lời khuyên Còn thầy thì đương nhiên là sẽ phải tính toán Tiến Linh thì đúng là theo lịch thì không kịp để đi Australia Hoặc là nếu không thì phải đi sau Mình xin nhấn mạnh với các bạn là ngày 23 thì Tiến Linh là xong hoàn toàn là Xong hoàn toàn, hoàn toàn là chúng ta có thể đặt vào ngày 24 chuyến bay để cho Ngày 24 tháng 1 có một cái chuyến bay để cho Tiến Linh của chúng ta bay sang Australia Thì mình nghĩ là không có vấn đề gì cả đấy là những cái thông tin đầu tiên liên quan đến tình hình đội tuyển à, nhiều người hỏi mình là phi sơn đã lên chưa thì mình trả lời các bạn luôn là phi sơn lên rồi và các bạn biết là ngày hôm qua thì trên story của quế ngọc hải thì uh, messi và ronaldo đã ngồi đánh uh, pet với nhau tức là công phượng với cả phi sơn công phượng với phi sơn cũng là những người anh em rất là thân thiết trước đây chúng ta biết là cả hai họ đều được triệu tập dưới triều đại của huấn luyện viên hữu thắng đó là những cái uh, chia sẻ của mình liên quan đến tình hình đội tuyển nếu mà có các bạn có câu hỏi gì thì các bạn đặt ra ở đây nguyên thành nói là sáu cầu thủ thì ai đá tức là sáu cầu thủ hiện nay là đạt được cái tiêu chuẩn mà bay chuyến đầu sau đó thì cứ ai đạt được tiêu chuẩn thì chúng ta đặt chuyến bay để cho họ bay tiếp chứ bây giờ thì sáu cầu thủ thì đá làm sao được đúng không đấy thì cái này là chia sẻ với các bạn như vậy à, có rất là nhiều người hỏi mình về uh, những cái um, vấn đề liên quan đến sản phẩm Ví dụ như bạn công nguyện nói là em chào anh Hải Anh cho em hỏi bố em bị gút và tiểu đường Thì có dùng được cao ban long không ạ Thì uh, xin thưa các bạn là cao ban long thì không liên quan gì đến, uh, đến đến, đến đến tiểu đường hay là hay là bị gút cả Nhưng mà để cho, cho chắc chắn thì các bạn nên gọi điện cho các chuyên gia của Đông Á Thì các chuyên gia của Đông Á sẽ, sẽ, sẽ tư vấn cho các bạn một cách đầy đủ nhất À, số điện thoại mình để ngay ở trên logo á, shop vn và số điện thoại là 024777778877. Ờ à, Hoàng Gia Lai có lên tiếng về việc uh, Văn Thanh sang Hàn chưa chú? Không lên tiếng thì chúng ta mới chắc chắn có một điều là khả năng cao là là Văn Thanh sẽ không lên đường để đi cùng với uh, đi sang Hàn Quốc đâu và Văn Thanh sẽ ở lại với Hoàng Gia Lai thôi. Mình nghĩ là như vậy bạn nguyễn gia bảo thì nói là em tin tưởng vào trần phi sơn và tô văn vũ đấy rất là nhiều bạn cũng nói là phi sơn và văn vũ sẽ có 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 cái cơ hội để đi thôi hôm nay mình bắt đầu uh, bắt đầu uh, kể từng câu chuyện một nhá các bạn muốn nghe câu chuyện nào trước mình sẽ kể từ phi sơn trước nhá phi sơn có lẽ là một trong những cầu thủ mà để lại cho mình sự tiếc nuối cực kỳ lớn chẳng qua là vì là huấn luyện viên Park Hang Seo của chúng ta là quy hoạch cho nên là Trần Phi Sơn đã không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang Seo và bây giờ thì mới được triệu tập. Mình thấy đấy là một điều rất là tiếc nuối bởi vì là kể từ trước khi mà mình với Phi Sơn thậm chí là anh em còn chưa gặp nhau cơ thì mình đã nghe rất là nhiều những câu chuyện đầy cảm hứng của Phi Sơn rồi. Nhưng mà khi mà anh em gặp nhau thì phải nói là mình càng nghe chuyện thì mình càng nể và mình càng nghe thì mình càng thấy là cái câu chuyện này nó thực sự là cảm hứng. Có một hôm hai anh em đi ăn trưa với nhau cách đây nó phải đến uh, chắc phải dăm năm rồi, thì uh, hai anh em đi ăn trưa với nhau và gần như là trong cả bữa không có ai ăn uống gì cả, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau và nó cuốn đi, câu chuyện nó kéo dài khoảng khoảng tầm gần hai tiếng, đấy nhưng mà thực sự là làm cho mình nhìn thấy một cái hình ảnh của Trần Phi Sơn phải nói là vất vả từ bé thiệt thòi từ bé nhưng mà cũng ý chí từ bé tài năng từ bé và cái khát vọng của bạn đấy thì thực sự là mình thấy là cao ngút trời luôn và kể cả những cái mất mát nữa cũng khiến cho các bạn cho bạn đấy mạnh mẽ hơn phi sơn nhìn thế thôi cười vui thế thôi tốt bụng như vậy nhưng mà thực sự nhá là một người mình nghĩ là rất là cô đơn đấy bạn ấy mang trong mình rất là nhiều sự cô đơn bạn ấy thì là người hà tĩnh nhưng mà các bạn biết mình bắt đầu kể câu chuyện từ ngày xưa nhé hồi bé nhé Phi Sơn được sinh ra thì trong một gia đình giàu có. Nhưng mà khi mà Phi Sơn gọi là được tận hưởng cái sự giàu có của gia đình không bao lâu thì gia đình gặp một cái biến cố. Nhà hình như là có dính vấn đề gì đấy và cuối cùng là là nợ rất là nhiều. Đấy, người ta đến người ta gặp thậm chí còn siết nhà và lúc đấy thì phi sơn còn rất là nhỏ cũng không biết rồi có một cái biến cố nữa là có một vụ tai nạn tức là bố thì chở phi sơn với mẹ của phi sơn lúc đấy thì đang có bầu phi hà và mình thì mình tưởng tượng ra cái cung đường đấy tức là hai xe đâm nhau phát là mẹ của phi sơn là bắn lên cây tức là lúc đấy nó còn đang mang bầu phi hà nhé là bắn lên cây mình nghe phi sơn kể mà thực sự là choáng luôn bảo bây giờ và còn có phi hà là đấy là một cả cái sự may mắn rất lớn, phúc đức rất lớn. Rồi về sau thì những vấn đề cũng xảy ra, đấy, gia đình thì bị vỡ nợ, đấy, sau đó là bị siết nhà, các bạn tưởng tượng mà xem, rất là khó khăn và khổ cực. Bố bắt đầu phải đi um, làm nghề giống như kiểu chúng ta gọi là làm những cái công việc liên quan đến gỗ, thợ mộc. Đó. Và lúc đấy cũng là lúc mà phi sơn bắt đầu bén duyên với bóng đá. Khi Phi Sơn bén Duyên với bóng đá thì các bạn biết là sang lò đào tạo Sông Lam Nghệ An thì không được. Và về sau thì chính ông Văn Sĩ Chi là bố của anh Văn Sĩ Hùng, Văn Sĩ Sơn, Văn Sĩ Thủy đó, Văn Sĩ Linh đó. Thì à, bố của anh Văn Sĩ Hùng là ông Văn Sĩ Chi đã rất là tiếc khi bạn ấy bị trượt khỏi lò Sông Lam và giới thiệu sang VST và cuối cùng là bạn ấy tập từ đó để cuối cùng khi mà cuộc sống nó 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 gọi là à, thuận lợi hơn công việc nó đã tốt hơn phi sơn cũng đã có một cái uh, sự tiến bộ rất là lớn và cuối cùng thì bạn ấy lại trở lại với sông lam nghệ an có một cái câu chuyện mà mình luôn luôn bị ám ảnh ở trong đầu là bố của phi sơn thì luôn luôn phải thỉnh thoảng phải xuống thăm con mà đi làm về gỗ thì nó rất là vất vả công việc rất là bận rộn và các bạn tưởng tượng không là những cái uh, đồng tiền gom lại Ví dụ như là bình thường mỗi một ngày bố đi làm thì lương được khoảng tầm 20.000 20.000 vào thời điểm đó là lương được khoảng 20.000 một ngày đó Và uh, chia ra thì chúng ta tưởng tượng là còn phải lo cho gia đình tất cả mọi thứ Nhưng mà cứ mỗi một tuần thì bố lại xuống chơi với Phi Sơn một lần Và mỗi một lần lại cho Phi Sơn uh, khoảng tầm 100.000 Tức là các bạn mình cứ tưởng tượng ra là À, một tuần bố đi làm sau ở là xuống chơi với con là gần như hết đấy cho nên là cuối cùng là bố nó phải kiếm thêm việc để làm rất là vất vả. Phi Sơn cũng kể với mình là mẹ của Phi Sơn thì cũng phải đi bán hàng ở một cái chợ và các bạn tưởng tượng là anh em Phi Sơn ăn ở chợ, ngủ ở chợ vì phải theo mẹ đi làm mà rất là vất vả và cái mùi cái hương vị của chợ ấy nó ám ảnh Phi Sơn và Phi Hà thực sự là nghe những cái câu chuyện đấy thì mình thực sự là rất là cảm động rất là cảm động nghe những câu chuyện mình nghĩ là trong chúng ta nếu mà một trong chúng ta mà ai đó mà bị rơi vào trong cái tình cảnh như vậy thì mình nghĩ là rất là khó có thể vượt qua xong rồi khi phi sơn đi thi đấu thì lúc đấy là bố ốm bố phi sơn là bị ung thư thì lúc hai bố con tạm biệt nhau đi để để con đi uh, thi đấu. Lúc đấy là Sô Lam Nghệ An cho Phi Sơn đi mượn, thì đã thấy là rất là ổn rồi hoặc là đá một giải trẻ nào đấy mình nhớ không, không không rõ lắm, nhưng mà nhớ là đợt đấy là Phi Sơn đi thi đấu, thì nhà thông báo là là tình hình của bố vẫn ok. Nhưng 5-6 ngày sau thì không thể nói là ok được. Cho nên là Phi Sơn đã về, Phi Sơn đã về khi mà bố đã không thể nói chuyện được nữa. Đấy và những cái câu cuối cùng mà bố con tâm sự với nhau từ lần gặp trước thì bố mong muốn là Phi Sơn sẽ thi đấu tốt cho sông Lam Nghệ An cho đội bóng xứ Nghệ và lên đội tuyển đó và sau đó thì bố của Phi Sơn qua đời các bạn tưởng tượng là cứ mỗi một cái giai đoạn quan trọng của cuộc đời Phi Sơn nó lại dính với một cái biến cố cực kỳ nặng và đấy chính là cái điều mà đã chui rèn lên con người của Phi Sơn phi sơn nói là bây giờ nhiều khi thất bại hay là áp lực hay là có gì đó không được như ý cảm thấy cô đơn cô độc bạn ấy lại chạy xe về mua một ít hoa quả lên thắp hương trên mộ của bố và tâm sự với bố nói như thế để chúng ta thấy là phi sơn bề ngoài thì cười như vậy thôi vui vẻ như vậy thôi nhưng mà giấu ở trong cơ thể là một cả một cái nỗi cái, cái nỗi niềm của bạn đấy thì đúng là không thể bày tỏ cùng với ai được đấy là một sự cô đơn rất là lớn. Và bây giờ thì mình thấy là có lẽ là sau rất nhiều năm tháng thì Phi Sơn cũng đã làm được rất nhiều điều, xây lại nhà cho mẹ, đấy rồi uh, cũng có một mối tình rất là tuyệt vời, uh, nó cũng là một mối tình rất là dài, rất là bền, cũng phải đến 6 7 năm rồi đấy. Đấy rồi uh, cũng đã định hướng được cho em Phi Hà, bây giờ hai anh em cùng khoác áo đội bóng quê hương là Hồng Linh Hà Tĩnh. Và bây giờ bạn ấy được gọi lên đội tuyển nói về phi sơn thì còn có một điều nữa mà mình thấy rất là ngưỡng mộ bạn đấy là bạn đấy luôn luôn có một cái ý chí cực kỳ mạnh mẽ và bạn đấy cái sức chịu đựng của bạn đấy thì kinh khủng phi sơn thì đúng là cái cơ thể của phi sơn rất là giống văn quyến tức là bạn đấy rất là nhạy cảm với đồ ăn bạn đấy có thể ăn rất là ít nhưng mà thực sự là cái khả năng hấp thu của bạn đấy rất là lớn cho nên là cuối cùng thì bạn đấy rất là mập cái công cuộc giảm béo của bạn đấy cái công cuộc mà cố gắng chơi hợp lý hơn của bạn đấy thực sự khiến mình cảm thấy ngưỡng mộ bạn ấy sẵn sàng thay đổi tất cả những cái gì thuộc về cá nhân những cái gì không tốt là bạn ấy thay đổi và bây giờ sau rất nhiều năm tháng chờ đợi bạn ấy đã được gọi lên đội tuyển quốc gia và mình cũng hy vọng là sau đây thì phi sơn sẽ lĩnh hội được những cái điều tốt đẹp từ chiến thuật của thầy park để thay đổi bản thân cái này nó không chỉ tốt cho phi sơn không chỉ tốt cho hà tĩnh mà tốt cho cả đội tuyển việt nam và mình cũng hy vọng là sau đợt tập trung này thì cơ hội của phi sơn sẽ lớn hơn và như thế có nghĩa là đội tuyển việt nam của chúng ta cái nguyên liệu đầu vào của chúng ta sẽ nhiều hơn phi sơn thì uh, sinh năm chín tức là bạn đấy là cùng lứa với hội hùng dũng rồi cùng lứa với hội uh, quế hải và mình hy vọng là ở cái tuổi đạt độ chín như thế này rồi thì phi sơn sẽ tỏa sáng và mình hy vọng là huấn luyện viên park hang seo sẽ tạo cơ hội nhiều hơn cho phi sơn một chàng trai có tài năng một chàng trai có tính đột biến một chàng trai thực sự đối với mình bây giờ nếu mà để mà nói là mình đã rất là thích một phi sơn cầu thủ rồi nhưng mình còn thích một chàng trai phi sơn bản lĩnh mà cứ mỗi một giai đoạn mình đều bạn thấy bạn ấy thể hiện một cách cực kỳ khác nhau và đó chính là cái điểm mà mình nghĩ là thực sự là khiến cho mình đánh giá phi sơn rất là cao mình cũng cảm thấy là nếu như bây giờ phi sơn có được một bàn thắng ở đội tuyển thì mình tin bàn thắng đấy sẽ là bàn thắng rất là cảm xúc trong lịch sử bóng đá việt nam của chúng ta đã có rất nhiều những cái bàn thắng cảm xúc để dành tặng cho người cha quá cố của mình ví dụ như là gần nhất là trường hợp của vũ minh tuấn đúng không ạ về chịu tang cha sau đó là lên tập trung đội tuyển và bạn ấy ghi bàn vào lưới của sau đó là chắp bàn tay Đấy, rất là tuyệt vời một cái hình ảnh rất là đẹp. Thì mình nghĩ là Phi Sơn cũng đang chờ đợi một bàn thắng như thế ở đội tuyển dưới chiêu đại của thầy Park để tặng người cha của mình, một người mà đã ủng hộ cho Phi Sơn đi tập bóng đá, một người mà đã dúi vào tay con mình những khoản tiền rất lớn, thậm chí là nó bằng cả một tuần làm việc. Đấy. Và mình nghĩ là trong cái uh, nội cô đơn của Phi Sơn thì có thể là một trong những cái điều mà mà bạn ấy không thể làm được Đấy là chờ Phi Sơn lên khoác áo của Sông Lam Nghệ An Vì giấc mơ của bố Phi Sơn khi mà ủng hộ cho Phi Sơn đi đá bóng ấy Là bố cái giấc mơ của bố lúc đấy nó, nó cũng, cũng là một cái giấc mơ mình nghĩ là đơn giản Đấy, tức là con được vào lò của Sông Lam và thi đấu cho Sông Lam Nghệ An ở Vilic Nhưng cuối cùng thì bố đã không chờ được Nhưng mình nghĩ là ở một cái phương trời xa Ở trên thiên đường thì có thể là bố của Phi Sơn bây giờ đã rất là tự hào với những gì con mình đã làm được cho màu áo của Sông Lam Nghệ An, cho màu áo của Thành phố Hồ Chí Minh, cho màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bây giờ là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và điều cực kỳ quan trọng mình xin nhấn mạnh ở đây là tất cả gia đình của Phi Sơn, trong đấy có bố Phi Sơn, nếu như cuộc đời này là có thật, nếu như mà chúng ta gọi là những cái 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 niềm tin của chúng ta là có thật thì ở phương trời xa bố của Phi Sơn chắc chắn sẽ rất tự hào vì chàng trai, vì anh trưởng nhà mình đã có được một cái bản lĩnh chui rèn và sống xuyên qua biết bao nhiêu biến cố của cuộc đời đôi khi tuổi còn rất nhỏ nhưng mà chịu những cái mất mát chịu những cái nỗi đau cực kỳ lớn đó là câu chuyện liên quan đến phi sơn một chàng trai mà mình rất yêu mến không biết là các bạn cảm nhận như thế nào về câu chuyện của mình với phi sơn nhưng mà cứ khi nào nói về phi sơn là mình lại có một cái cảm giác cực kỳ là 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 tuyệt vời bởi vì thực sự là mặc dù em ấy ít tuổi, em ấy kém mình đến mười mấy tuổi, nhưng mà thực sự là chúng ta học được ở Phi Sơn rất nhiều điều. Cái này là chắc chắn. Bởi vì là những cái câu chuyện về bóng đá nó không chỉ là câu chuyện về bóng đá. Nó không chỉ là câu chuyện về một con người nào đấy mà đôi khi nó lại là câu chuyện của chính chúng ta. Chúng ta nghe những câu chuyện như vậy, một ngày nào đấy khi chúng ta gặp những khó khăn, gặp những biến cố, hãy nhớ đến câu chuyện đó, hãy nhớ đến nhân vật đó và sẽ mang lại cho chúng ta những cái sức mạnh À bạn Quốc Hùng Đỗ yêu cầu mình là chuyển chủ đề đi. Mình à, xin phép bạn à, Quốc Hùng Đỗ là hôm nay chúng ta kể câu chuyện về Phi Sơn Hữu Tuấn và Tô Văn Vũ. Nếu bạn cảm thấy cái câu chuyện này nó không đủ hay thì bạn có thể thôi, không nghe nhá. Còn bây giờ mình vẫn tiếp tục. À Phi Sơn xem 92 đúng rồi, mình mình nhớ. Tức là các bạn ạ, thỉnh thoảng là mình rất hay, hay bị sai cái 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 năm sinh. Nhưng mà thường là nó chỉ sai một tuổi thôi. Vì các bạn biết vì sao không ạ? Bởi vì là ngày xưa cái lứa ấy là nó bị nó là 2 tuổi. Cứ 2 tuổi là một lứa. Ví dụ như Hoàng Gia Lai là lứa 95 và 96 thì cái đấy chúng ta gọi là một lứa, đúng không ạ? Đấy và lứa 92 93 bao giờ cũng thế, bao giờ nó bị gãy. Hay là ví dụ như là cái lứa của Hoàng Đức và Quang Hải thì nó là cái lứa 97 và 98. Đấy. Thì về sau có một số tài năng trẻ, ví dụ như là Đoàn Văn Hậu là CM 99 thì chúng ta đẩy vào cùng một cái lứa đó thành ra là mình nghe cái lứa là mình à mình nói về tuổi là mình hay nói về cái lứa ok tiếp tục uh, chúng ta sẽ mình biết là các bạn sẽ rất là xúc động với câu chuyện của phi sơn đấy thực sự là ai cũng sẽ có những câu chuyện hay và mình đã nói rồi là để mà kể những câu chuyện về bóng đá việt nam ấy thì có lẽ là kể từ bây giờ đến đến cuối đời cũng không bao giờ hết được vì mình tin là mỗi một cầu thủ chắc chắn họ sẽ có ít nhất là 3 đến 4 điều cực kỳ hay để cho chúng ta học. Họ sẽ có những cái câu chuyện thực sự tạo ra cảm hứng. Chỉ là vấn đề chúng ta có phát hiện ra hay không thôi. Đấy. có những người chưa bao giờ được đá đội một nhưng đấy hoàn toàn là một tấm gương rất sáng cho chúng ta. Có một cầu thủ mà có thể là cả đời dự bị. Thậm chí là được gọi lên tuyển rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ được Khoác áo đội tuyển để ra sân thi đấu nhưng chúng ta vẫn cực kỳ ngưỡng mộ họ. Về sau mình sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện đó. Bây giờ mình xin phép là chuyển sang câu chuyện thứ hai là câu chuyện của Tô Văn Vũ. Tô Văn Vũ có lẽ là một chàng trai mà cá nhân Minh Hải cũng phải dành một cái từ nể phục cho bạn đấy. Mặc dù phải nói là trước đây mình nhìn thấy bạn đấy là mình không có thiện cảm. Ngày xưa nếu mà nói theo ngôn ngữ dân dã ấy, là nhìn Tô Văn Vũ rất là ngứa mắt. Đúng không? Nhìn trông kiểu có một cái gì đấy mình cảm giác hơi cất lấc Hơi cụt lùn Nhưng về sau biết được câu chuyện của bạn đấy thì mới thấy chân quý bạn đấy Gia đình rất là khó khăn từ Quảng Sương Đúng không? Chuyển đi nơi khác để kiếm ăn Cả gia đình sống trên một chiếc xe đẩy Bố thì bây giờ vẫn... À thôi đoạn sau bố mình kể sau Bố thì đi bán ở vỉa hè Và Tô Văn Vũ hành nghề bằng một cái hộp đánh giày. Học hành thì chắc chắn là không đến nơi đến chốn rồi, đúng không? Nhà nghèo quá, bây giờ rất là khó. Đấy, mẹ thì lại ốm đau nói chung là rất là nhiều. Ờ, rồi cả gia đình vào thuê nhà trọ, cả gia đình sống chung trong một cái không gian 20 m vuông Và Tô Văn Vũ thì phải lợp một cái gác xép các bạn ạ, lợp cái gác xép. Đấy, để ở trên đó. Sáng sớm phải đi sớm Đúng không? Người ta chưa dậy là mình đã phải chuẩn bị rồi Đến những cái cung đường Để bắt đầu đánh giày Khi người ta đi ăn sáng Bắt đầu đến mời đánh giày Nó không chỉ là cái câu chuyện như thế Mà nó là còn rất là nhiều những cái cay đắng khổ cực Có nhiều ông đưa giày cho Tô Văn Vũ Còn hỏi là mày có nhảy giày của tao không đấy Ý là muốn nói là mày có cầm giày của tao Mày đi ăn cắp không đấy Và nói thật luôn lúc đấy đối với Tô Văn Vũ Nó là cả một cái sự tổn thương chúng ta biết là với những cái chàng trai mà có nghĩa khí mình phải nói nhấn mạnh luôn với các bạn là tô văn vũ là một người cực kỳ nghĩa khí và một người mà có một cái lòng tự trọng cực kỳ cao như là tô văn vũ thì xin lỗi một lời như thế thôi nó khiến cho tô văn vũ đau đớn tô văn vũ nói là tâm sự với mình luôn là em rất đau đớn nhưng mà thực sự là không thể làm khác được bởi vì là có thể là người ta đã từng dính những cái vụ như thế rồi có những đôi giày của ta răm 7 triệu thậm chí là cả chục triệu có khi lại còn cao hơn thế. Nhưng mà người ta hoàn toàn là có lý do để nghi ngờ vì cái niềm tin của họ dành cho những người đánh giày nói chung ấy là thường là thấp. Đúng không? Bây giờ anh đánh giày được 20.000 mà anh nhảy đôi giày anh ra anh bán nó được 5-7 triệu. Thì đương nhiên là cái, cái lòng tham nó nổi dậy và người ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ. Nhưng Tô Văn Vũ đã làm cho tất cả mọi người phải tin tưởng bởi vì là bạn ấy đánh cho những khách quen cũng rất là nhiều đấy cho nên là có những cái khu vực quen họ cứ nhìn thấy tô văn vũ kể cả là cái giày cũng không bẩn lắm họ cũng đánh là bởi vì thứ nhất là họ yêu quý chàng trai này lúc đầu nhìn thì khó khó gần lắm ánh mắt sắc lạnh và đôi khi một cái gương mặt nó khá là bất cần phớt đời và hơi lạnh lùng lạnh lùng theo cái kiểu lạnh lùng của một người đàn ông đã chịu nhiều khổ đau ấy. kiểu nó chai sạn ấy. đấy xin thưa với các bạn là đấy là một cái câu chuyện mà thực sự là rất là cảm động bạn ấy về kể với mình rất là hay là cả một ngày em đi làm có những cái ngày thực sự là bị ế đánh giày mà phải đến 2-3 giờ mới dám ăn cơm trưa bởi vì lúc đấy mới có tiền để ăn cơm trưa đấy rồi có những ngày mà mà được một tí thì cả một vốc tay này tiền toàn tiền lẻ đấy như thế là cũng đủ hạnh phúc rồi bạn ấy kể là cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em là một ngày đông khách đúng không cầm một nắm tiền lẻ này mang về đưa cho mẹ sau đó là cất cái cái đồ đi đánh giày đi và sách đôi giày đi đá bóng Đấy hạnh phúc nhất là như thế và luôn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ à, dậy sớm một chút đi làm sớm một chút để có đủ lượng tiền cho một ngày để duy trì cuộc sống của gia đình và có thời gian để đi đá bóng đó, các bạn thấy không? Và sau một khoảng thời gian thì Tô Văn Vũ thực sự đã trở thành một quái kiệt trên sân phủi. Và lúc đấy bạn ấy cũng có thể kiếm được tiền từ bóng đá phủi. Ví dụ như là đội này nhờ đá cho 300, 500. Nhưng các bạn tưởng tượng được không? Một người sẵn sàng đi đánh giày để kiếm được 10.000, 20.000 một đôi. Nhưng từ chối, từ chối ông chủ của câu lạc bộ cho tiền mình để mình đi đá phủi. Tức là muốn chơi bằng đam mê em chơi riêng chơi bằng đá bóng là em không chơi bằng tiền Mặc dù đá bóng một trận bằng đánh 20 thậm chí là 25 đôi giày Nhưng bạn ấy vẫn không lấy tiền Anh cứ cho em chơi là em sướng rồi Anh cứ cho em chơi là em cảm ơn rồi Đấy, Em không lấy tiền của anh Vẫn ra cống hiến cho đội Đội nào cần gọi là vẫn đi Đấy các bạn thấy không Nó chui rèn lên một cái cái con người như vậy Đến bây giờ khi mà tô văn vũ đã có tiền thi đấu bóng đá đã rất là ổn rồi nhưng bố của tô văn vũ bây giờ vẫn đẩy xe hàng vẫn đẩy xe hàng đi bán hàng rong các bạn tin không bởi vì là người ta yêu cái cảm giác như vậy người ta yêu cái cuộc sống như vậy và khi bố đẩy cái xe hàng đi nhắc cho tô văn vũ một điều là kể cả bây giờ con có lớn này các bạn nhìn thấy mình nổi ra gà bây giờ con có lớn khôn con có nhiều tiền đi chăng nữa thì con vẫn phải nhớ xuất phát điểm của con ngày xưa cái tố chất của con như thế nào con người của con như thế nào ngày xưa con vẫn phải giữ không bao giờ được vì có tiền mà sinh hư mình nói thật luôn với các bạn tu văn vũ đã từng chia sẻ với mình những cái câu chuyện rất đàn ông ở đây mình không thể chia sẻ một cách nó quá sâu được nhưng các bạn tưởng tượng không là tu văn vũ đã thi đấu ở v league rất là nhiều tiền cũng rất là nhiều lót tay tiền thưởng tiền lương rất là nhiều nhưng bạn ấy không bao giờ phản bội vợ và cái câu chuyện tô văn vũ với vợ nó cũng là một thiên tình sử chàng là một người đánh giày lang thang trên hè phố sống trên hè phố văn hóa cũng là văn hóa vỉa hè nhưng mà lại yêu một cô gái con một gia đình gia giáo và có điều kiện và cô gái đấy đã yêu tô văn vũ cô gái đấy đã bây giờ đã sinh cho tô văn vũ hai baby và họ vẫn có một tình cảm cực kỳ keo sơn các bạn có thể lên facebook của tô văn vũ các bạn sẽ thấy những hình ảnh về gia đình những hình ảnh về công việc và những câu nói của bạn đấy cực kỳ nghĩa khí không phải vì là một anh chàng đang rất thành công mà tô văn vũ sẵn sàng kiểu le ve bên cạnh không có đâu đúng không mày là đàn ông tao cũng là đàn ông mày làm nghề tao cũng làm nghề mày thành công hơn tao cho thành công hơn tao sẽ cố gắng hơn thì ta không bao giờ quỵ lụy theo cái kiểu chạy dây hay cái kiểu le ve Không bao giờ có cái đấy. Đấy. Và ngay cả một người mà thành công số 1 gần như là số 1 gần đây của bóng đá Việt Nam. À, thực ra là nói số 1 thì hơi quá. Nhưng mà nó nằm trong top 5. Đấy. Mà có những cái lời hẹn. Ví dụ như là tôi đến chỗ bạn. Bạn alo mời đi ăn xong rồi nói là lần sau bạn đến chỗ tôi bạn alo thì ấy nhé nhưng mà cuối cùng không đến tô văn vũ sẽ rất buồn đấy và đối với tô văn vũ thì cái việc là tiền bạc hay thành công ấy nó cũng chỉ là cái trước mắt cái tình cảm của bạn đấy mới là cái điều quan trọng cho nên mình nói là đây là một người cực kỳ trượng nghĩa một con người sống cực kỳ quân tử và cái khát vọng cực kỳ lớn đấy bạn ấy ít sợ lắm nói thật luôn kể cả là những người quyền cao chức trọng tiền bạc đầy mình đúng không quyền uy ngút trời đối với bạn đấy cũng giống như biết bao nhiêu người khác vì quan điểm rất đơn giản mình có quỵ lụy gì đâu mình có xin van xin cái gì của người ta đâu mà mình cứ phải đi bằng đầu gối đấy đấy là quan điểm của bạn đấy và cực kỳ hay mình rất thích tô văn vũ và nói thật là trước đây mình cũng cảm thấy có một cái gì đấy rất là khó gần với anh chàng này nhưng mà về sau càng về sau nói chuyện mình càng thấy rất là tuyệt vời có những buổi như thế này bạn ạ à, Thực sự là như thế này Có một hôm mình cũng chia sẻ luôn Là sau một trận đấu với Hà Nội Hay là Việt Theo mình không nhớ Là tổ của mình à, Mấy anh em lúc đấy có đi ăn Và Tô Văn Vũ có mời anh em ra Thì lúc đấy Tô Văn Vũ nói là Thực ra là em rất là mong lên tuyển Nhưng mà em lên tuyển thì khó lắm Cơ hội khó bởi vì trên đội tuyển nhiều anh em hay quá Đấy và bạn đấy còn treo ở trong nhà một chiếc áo tập của đội nhé Các bạn tưởng tượng chiếc áo tập của đội Các bạn tưởng tượng là những người mà treo ở phòng khách thì thường là chắc là phải treo áo đội tuyển thi đấu đúng không Nhưng mình nghe được cái câu chuyện là bạn ấy Tức là trong đầu mình nó vẫn lưu lại cái thông tin Là bạn đấy treo một cái chiếc áo tập Các bạn tưởng tượng là đấy Nó không phải là khoe chiếc áo đâu Mà đấy nó là động lực đấy cứ mỗi một lần vào phòng khách là này Tô Văn Vũ biết rồi đấy Mày mới chỉ được tập vào đội tuyển thôi Chưa được thi đấu đâu Đấy kiểu như thế Nhắc nhở bản thân với một chiếc áo Mình thấy rất là hay Và bây giờ bạn ấy đã trở lại rồi Tô Văn Vũ đã ký hợp đồng gia hạn với Bình Dương Thêm 3 năm số tiền cũng rất là lớn Đấy và bây giờ cuộc sống của bạn đấy Về vật chất thì không có gì phải lo ngại rồi Đấy chỉ có một điều Là phụng dưỡng cha mẹ Thật tốt Đấy, chăm sóc vợ con thật là chu đáo và thi đấu tốt cho Bình Dương cũng như đội tuyển như vậy thì bạn đấy cũng sẽ hoàn thành được một trong những câu chuyện tạo cảm hứng nhất của bóng đá Việt Nam mình nghĩ là một trong số những câu chuyện cực kỳ cảm hứng chúng ta nói về cái câu chuyện là đi đánh giày nó không đơn giản đâu hôm nào mình sẽ lại kể cho các bạn nghe một câu chuyện nữa về một anh chàng đánh giày anh chàng đánh giày này thì dã man luôn anh chàng đánh giày này thì chưa biết sợ là gì luôn đúng không thậm chí là bị người ta kiểu chúng ta gọi là tranh giành địa phận ấy. hôm nào mình sẽ kể cho bạn một câu chuyện nữa về một nhân vật thể thao cũng đi lên từ một anh chàng đánh giày đó thì uh, tô văn vũ hiện nay thì uh, một cuộc sống đang rất là tốt nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là tính cách con người bạn đấy đó là cái nguyên tắc sống của bạn đấy và đối với mình hai yếu tố đó là hai yếu tố tạo nên cái giá trị lớn nhất, giá trị cốt lõi của Tô Văn Vũ. À hy vọng, hy vọng Tô Văn Vũ sẽ thành công và mình tin là bạn ấy sẽ thành công. Thực ra bạn ấy đã thành công rồi. Nhưng chúng ta tham lam hơn cho bạn ấy. Mong muốn nhiều hơn cho bạn ấy vì mình nghĩ là bạn ấy xứng đáng. Bây giờ với một anh chàng đánh giày, đi lên từ đánh giày mà có được nhà cao cửa rộng, khoản tiền lương lót tay lại lên đội tuyển quốc gia. Thực sự nhưng mà chúng ta nói đấy là nói cái câu chuyện đánh giày nó dễ lắm nhưng để được để được vào đội bóng để được làm tất cả mọi thứ nó khó khăn 20 tuổi tô văn vũ mới đi tập bóng đá nhé các bạn nhé mà vừa vào đội đồng nai phát thì đội lại giải tán các bạn tưởng tượng là một cái giấc mơ nó vừa mới chớm chớm hình thành thôi thì nó lại tan vụt tan và cuối cùng thì rất là may là ông trần bình sự đã đưa tô văn vũ về bình dương và bạn đấy từ đó bạn ấy đi lên Tất cả cái câu chuyện mà mình kể cho các bạn liên quan đến Tô Văn Vũ nó chỉ kéo dài khoảng tầm 10 phút. Nhưng xin thưa với các bạn là nó phải đánh đổi bằng cả mười mấy năm. Và các bạn biết là mỗi một cái giai đoạn đấy nó đều khó khăn trồng chất. Cho nên là những gì Tô Văn Vũ đang có là những cái bạn đấy đã chiến đấu bằng mồ hôi, tâm sức, thậm chí là trưởng thành từ sự tổn thương. Cho nên là mình tin là Tô Văn Vũ sẽ thành công bởi vì một người đi lên từ khó khăn như thế một người trọng nghĩa khí như vậy thì chắc chắn sẽ được rất nhiều anh em quý mến và tài năng cũng cộng cộng với sự ủng hộ quý mến của mọi người mình tin chắc bạn ấy còn thành công hơn nữa à, bạn văn tự lê có hỏi là sao mặt anh đỏ thế Mặt anh đỏ thế là bởi vì anh chỉnh vì vì dạo này cái ánh sáng ở đây nó đang bị có vấn đề bạn ạ mình sẽ giảm cái đỏ nhá không có nhiều người lại bảo là hình như là minh hải uống rượu không hiểu sao cứ mỗi khi mà mình hơi hơi đỏ mặt một tí thì mọi người lại cứ đổ tội cho mình là uống rượu Đây các bạn thấy hết đỏ chưa? Hết đỏ thì nó lại hơi trắng pệnh cha Mà ngày hôm qua mọi người lại bảo mình là sau dạo này nó lại đen thế Đấy Ok các bạn thấy hay không? Câu chuyện các bạn thấy hay không? Còn câu chuyện phần sau thì chúng ta sẽ nói đến Hữu Tuấn nhá à thực sự là đối với mình thì à, hai cầu thủ mà chúng ta vừa kể đó là trần phi sơn và tô văn vũ là những cầu thủ cực kỳ hay mình chỉ muốn là chia sẻ với các bạn câu chuyện này để các bạn hiểu hơn về các cầu thủ của chúng ta thôi đôi khi cũng giống như minh hải ấy, chúng ta cũng mắc những cái sai lầm là đôi khi chúng ta cứ nhìn mặt mà bắt hình rong có rất nhiều người ngày xưa mình đã như thế rồi ngày xưa quốc vượng cũng là trường hợp như thế nhé ngày xưa quốc vượng nói thật luôn là nhìn quốc vượng không thể không thể ưa được ấy mặt thì cứ vênh vênh lên như thế này nhưng về sau chơi bạn đấy mới thấy ôi bạn ấy hay kinh khủng luôn cho nên là nó giống như một quả sầu riêng nó giống như một quả mít ấy. ở ngoài trông nó rất là xù xì nhưng mà khi mà các bạn đã vượt qua được cái vẻ bề ngoài ấy để các bạn đi thọc sâu vào bên trong bản chất ấy bạn lại thấy nó thơm tho và nó ngọt ngào đến chừng nào luôn cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ đó À, ở phần sau chương trình mình sẽ kể về Nguyễn Hữu Tuấn. Còn bây giờ thì xin phép các bạn mình chia sẻ một chút liên quan đến cao ba long. Cao ba long là một sản phẩm cực kỳ tốt cho nam giới. Nó giúp chúng ta cải thiện sức mạnh sinh lý nếu các bạn yếu một chút hoặc các bạn muốn kéo dài ra thì chúng ta sử dụng cao ba long. Chỉ cần một lạng này, các bạn dùng một lạng này mình tin chắc là mọi thứ nó sẽ thay đổi. Các bạn sẽ cảm nhận được sự đổi thay trong cơ thể của mình. Đối với các chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ mới sinh em bé thì cao Long sẽ hỗ trợ chúng ta điều chỉnh lại đúng theo cái chế độ của chiếc đồng hồ đó và thực sự luôn là với người già mình nói luôn là bất cứ một người già nào cũng vậy là bị suy thoái về cơ xương và khớp cho nên bị đau lưng mỏi gối tê bì chân tay hoa mắt chóng mặt mỗi khi mà chỉ cần trở rời một tí thôi là cơ thể của chúng ta nó đau nhức âm ỉ rất khó chịu cao ba long là đặc trị cái này luôn đúng không một cái nữa rất quan trọng trẻ em còi xương chậm lớn biếng ăn suy dinh dưỡng hay khóc nhè cao ba long xử lý cái này luôn và chúng ta nên sử dụng cao ba long bởi vì nó sử dụng được cho rất là nhiều người trẻ em dùng được người già dùng được phụ nữ dùng được đàn ông dùng được và chúng ta dùng cho bản thân dùng cho gia đình và hãy dùng nó như một món quà tặng ý nghĩa dành tặng cho mọi người nhân dịp tết đến xuân về người được nhận quà hiểu tâm ý của các bạn ngay và đấy điều là điều chắc chắn chúng ta muốn truyền đạt bây giờ thì xin mời các bạn đến với những cái tác dụng rất tuyệt vời của cao bằng long cao bằng long là cao sừng hưu cao bằng long cbg được chế biến từ một phần sừng hưu từ vùng núi an tai cbg liên bang nga đây là loài hưu được đánh giá cho chất lượng sừng hưu vô cùng bổ dưỡng bởi chúng có khả năng thích ứng với các điều kiện khắc nghiệt của vùng núi cbg Cao Bằng Long CBG được nấu trong suốt 5 ngày đêm kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và hiện đại đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm vô cùng chất lượng cao băng long CBD chứa hàm lượng protein axit amin, canxi vô cùng tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Cao băng long CBD rất hiệu quả cho người già yếu, mệt mỏi, suy nhược, sức đề kháng kém, đau nhức xương khớp. Chỉ hai tuần để lấy lại thể lực sung phản, khí lực vô dào. Chỉ hai tuần để bạn cảm nhận tác dụng của cao băng long CBD, hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, tê dứt chân tay, hỗ trợ mạnh cốt xương và tăng sức đề kháng. Hãy ngồi ngay đến số hotline để đặt mua được sản phẩm cao băng long CBD. Đó, sản phẩm rất là tốt đúng không các bạn? Mình để uh, địa chỉ để cho các bạn uh, liên hệ ở trên logo nhé Đó là đông shop vn và số điện thoại là 024-7777-8877 Những sản phẩm này thì tuyệt đối tốt luôn, các bạn cứ sử dụng Và ngoài ra thì uh, còn có đông trùng hạ thảo Rất là tốt cho những người bị trọng bệnh, tức là bệnh nặng Những người cần có chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe Những người già cần phải uh, tích lũy thêm thể lực cần hồi phục. Những người bị bệnh ung thư, những người bị bệnh tiểu đường, nói chung là những người mà cần phải bồi bổ sức khỏe. Chúng ta sử dụng cái đông trùng hạ thảo này rất là tốt. Cả cao ba long, đông trùng hạ thảo, tỏi kim cương đông á đều là những cái sản phẩm mà các bạn dùng cực kỳ hay và coi đó như là một món quà tặng cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân yêu của mình và cho cả những đối tác nhân dịp Tết đến xuân về. Các bạn chỉ cần tặng phát là người ta hiểu ngay là à anh chàng này rất quan tâm đến sức khỏe của mình đây anh chàng này rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống của chúng ta đây cho nên là mọi thứ nó sẽ rất là ổn luôn nhưng mà các bạn nhớ nhá các bạn nếu mà các bạn chưa biết cách sử dụng thì các bạn vào đông á shop vn ở đấy là có chia sẻ với các bạn cách sử dụng hết bảo quản sản phẩm như thế nào rồi à, các bạn có thể gọi điện đến số 024 7777 8877 để các bạn được tư vấn một cách à, nó đầy đủ nhất, chi tiết nhất để chọn những sản phẩm phù hợp nhất. Và như thế thì chắc chắn là hiệu quả sẽ cao nhất đây bây giờ thì à, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu chuyện liên quan đến hữu tuấn hữu tuấn thì à, thực ra thì cái cuộc sống của hữu tuấn nó cũng khá là đơn giản nhưng mà mình muốn nói thêm một điều nữa là hữu tuấn thực sự là có rất nhiều người hỏi mình là nhìn hữu tuấn có vẻ kinh khủng lắm phải không bởi vì bạn ấy xăm trổ kín cả tay thì à, hồi xưa thì mình cảm thấy bình thường gặp bạn đấy thì thấy cười hiền hiền vui vui sau đó anh em gặp nhau chơi với nhau thì nói thật luôn bạn là hiền khô à nói thật luôn là cũng có hỏi bạn đấy thực ra là bạn đấy chỉ yêu cái nghệ thuật xăm mình thôi chứ cái nghệ thuật xăm mình này nó không nó không biểu thị cho cái việc là có hổ báo hay không đúng không nhiều người không xăm nhưng vẫn là hổ báo nhưng nhiều anh xăm mình vào thì cũng vẫn chỉ là con mèo thôi đúng không chỉ là một uh, một cái gì chúng ta gọi là gì hello kitty thôi đấy thì thực ra là hưng tuấn hay bị mọi người nghĩ như vậy đấy và chính công phượng trước đây cũng đã từng nói là anh tuấn anh ấy xăm như vậy thôi nhưng mà thực ra anh hiền lắm mà thực sự đây là một chàng trai hiền khô thực ra thì hưng tuấn có nhiều câu chuyện hay nhưng có lẽ là cái câu chuyện tạo cảm hứng nhất là câu chuyện mà bạn đấy đã rời thành phố Hồ Chí Minh để lên Hoàng Gia Lai. Chúng ta cũng biết cái cái vụ mà Hữu Tuấn rời thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đấy thì đi đá bóng phủi và về bị đau một chút. Thế là cuối cùng là về sau thì bạn ấy ra sân bạn ấy khởi động thôi, chơi nhẹ nhàng tí với anh em để lấy lại cái cảm giác. Thì vẫn bị coi là như thế là đi đá bóng. Và cuối cùng là bạn ấy rời câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh bởi vì là do lỗi tái phạm. Nhưng mà cái hay nhất của bạn ấy là gì? Ai là người mà thay đổi cái sự nghiệp, ai là người thay đổi cuộc đời của 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 Hữu Tuấn thì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều người, đúng không? Nhưng mà một trong những người mà mình muốn nhấn mạnh ở đây là Công Phượng. Thời gian Công Phượng thi đấu ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ấy thì là rất kết Hữu Tuấn. Bởi vì trên sân tập rồi cách thi đấu của bạn đấy luôn luôn là như thế rất nhiệt huyết. Cuộc sống ở ngoài thì chan hòa nhẹ nhàng, sống rất tốt bụng các bạn ạ anh em quý nhau thân nhau lắm. Chả phải vì là các cầu thủ nổi tiếng mà Hữu Tuấn quý hơn đâu. Đôi khi có những anh em vẫn quý mến nhau, vẫn thần tượng nhau. Mình nghĩ là một trong những cầu thủ mà có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, cái sự thay đổi về sự nghiệp của Hữu Tuấn thì là Công Phượng. Nhưng người mà có ảnh hưởng lớn đến kỹ thuật, đến cái thái độ tập luyện thì lại là là Văn Thuận. Văn Thuận là người mà đã phải nói là chia sẻ rất là nhiều với Hữu Tuấn. Công Phượng cũng tạo cơ hội cho Hữu Tuấn và Hữu Tuấn đã có một cơ hội để lên Hoàng Anh Gia Lai. Tức là khi mà thi đấu với Công Phượng ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì Hữu Tuấn chơi rất là tốt. Vì có Hữu Tuấn à vì có Công Phượng, vì có Văn Thuận cho nên là cả hai đã tạo cảm hứng cho Hữu Tuấn. Thực ra thì con người ta thi thoảng cũng có những giây phút chán nản và chính những cầu thủ này đã tạo thêm cảm hứng rút Hữu Tuấn ra khỏi vũng lầy của sự chán nản và cuối cùng bạn ấy chiến đấu lên Hoàng Anh Gia Lai các bạn thấy không? Đá từ đầu đến cuối. Đấy. Và được coi là một những chung, trong những trung vệ rất là hay. Cái hay nhất của bạn ấy là gì? Là trong suốt thời gian bị huấn luyện viên Park Hang-seo bỏ quên, bạn ấy vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực. Mình vẫn nói chuyện với Hữu Tuấn một cách rất là thường xuyên. Và trước đây mình muốn phỏng vấn Hữu Tuấn, Hữu Tuấn nói là thôi, anh đợi em. Mình biết là vì sao lại đợi. Đợi là vì sao? Vì lúc đấy mình muốn chia sẻ là bạn ấy mong chờ và bạn ấy sẽ cố gắng bạn ấy nỗ lực như nào để được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng bạn ấy muốn là phải thực hiện được rồi mới nói Đó và hôm uh, chia sẻ với các bạn là hôm mình lên Cool thì uh, tất cả các cầu thủ của hoái gia lai đều nói rằng là huấn luyện viên pang sẽ gọi hữu tuấn và bản thân huấn luyện viên pang cũng đã bắn tin cho hữu tuấn rồi nhưng đến giây phút cuối cùng thầy lại đổi ý và cuối cùng hữu tuấn vẫn không có trong danh sách triệu tập hữu tuấn rất buồn Thực sự đấy là một cái đợt mà mình nghĩ là bạn ấy bị chạy lòng ấy Thậm chí là chúng ta gọi chia sẻ với nhau một cách dân gian là bạn ấy bị quê Đấy, nhiều khi đã rất là vui rồi, anh em chúc mừng, đã nhận lời chúc mừng rồi Xong cuối cùng không được gọi lên, đã rất là buồn Sau đó thì uh, Hương Tuấn, cả cái quá trình sau đó là cái quá trình mà mình nhìn thấy Có lẽ là nếu mà ở Hoàng Anh Gia Lai thì có hai cầu thủ mà mình thấy là cái khát vọng Cái sự nỗ lực bền bỉ để được gọi lên đội tuyển Một là Trần Minh Vương, nó kéo dài 2 năm. Hai là Hữu Tuấn, nó cũng kéo dài hơn một năm. Và xin thưa với các bạn là thực sự nếu mà nói chuyện với Hữu Tuấn thì mình thấy bạn ấy khát vọng như thế nào. Nếu mà nói chuyện với Hữu Tuấn mình thấy là bạn đấy có một động lực mạnh mẽ ra sao. Và Hữu Tuấn muốn ba điều, một là vô địch cùng Hoàng Gia Lai, có thể là kết thúc sự nghiệp ở Hoàng Gia Lai luôn. Vì mình nghĩ là Hoàng Gia Lai có một cái ơn rất là lớn với Hữu Tuấn cho bạn ấy có một niềm cảm hứng cho bạn ấy một chỗ dựa cho bạn ấy một niềm tin và quan trọng nhất là cho bạn ấy thêm một gia đình nữa một gia đình thực sự thứ hai là bạn ấy muốn lên đội tuyển việt nam cái đấy là chắc chắn rồi và quan trọng là muốn thi đấu cho đội tuyển việt nam và mình tin là hữu tuấn có đầy đủ mọi cái điều kiện tốt nhất để có thể thành công ở cả hoàng anh gia lai và ở đội tuyển ngày hôm qua thì mình có nói về những cái ưu điểm về uh, chuyên môn thì hôm nay mình không nói lại nữa nhưng mà xin được nói ngắn lại một chút là gì Hữu tuấn chơi cái đội hình ba năm hai rất là ổn thứ hai lịch phải hay lịch trái hay đá ở giữa bạn ấy đều chơi rất là ok thứ ba là bạn ấy cực kỳ mạnh trong những cái pha cầm bóng để tổ chức và thứ tư điều quan trọng nhất không biết sợ ai cả hữu tuấn ở ngoài đời là một người cực kỳ hiền thậm chí là đôi khi còn cả hẹn nữa cơ nhưng mà thả bạn ấy vào sân gò Bạn ấy trở thành một chiến binh Phải nói là ngùn ngụt, ngụt Như là một ngọn núi lửa Đấy đấy là những cái mình chia sẻ với các bạn Trong câu chuyện ngày hôm nay với ba nhân vật của chúng ta Hy vọng là ba câu chuyện này Sẽ tạo cho chúng ta những niềm cảm hứng Phi Sơn khó khăn nhiều Tô Văn Vũ khó khăn nhiều Và Hữu Tuấn cũng là người trải qua Khá là nhiều những cú sốc về tâm lý và cuối cùng thì cả ba đều có một cái kết quả giống nhau Đó là được gọi lên đội tuyển quốc gia Được ghi nhận và được anh em bạn bè, đồng nghiệp, được người hâm mộ đánh giá rất cao. Và tất cả chúng ta hãy nghiên cứu về các cầu thủ để có thêm những động lực để có thêm những cái niềm cảm hứng để chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đó là điều mình yêu nhất của bóng đá. Bóng đá không chỉ là cái hay, cái đẹp của một cuộc chơi kéo dài 90 phút hoặc 90 phút cộng nó cũng không phải là câu chuyện của thành công Nó không phải là chức vô địch Không phải tấm huy chương vàng Mà đôi khi Những cầu thủ với đôi giày rách Những đôi những cầu thủ với đôi tất Những cầu thủ với những cái hộp đánh giày Hay là những cầu thủ mang lên đội tuyển Với những nỗi đau Nó hoàn toàn là niềm cảm hứng cho chúng ta Bởi vì trong chúng ta ai đó Rồi sẽ có lúc rơi vào khó khăn Đấy sẽ là niềm cảm hứng cho tất cả chúng ta mình nghĩ là chúng ta sẽ câu chuyện về Húc Tuấn thì mình xin phép là sẽ không kể sâu hơn để hôm nào mình phỏng vấn Húc Tuấn thì mình sẽ lột tả câu chuyện cho các bạn. Kể cả Tấn Trường cũng là những câu chuyện rất hay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thấy thích những chương trình như thế này thì các bạn hãy hãy like cho mình hoặc là những ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký cho mình. Rất là mong. Chúng ta sẽ có những nhiều những câu chuyện đầy cảm hứng như thế này và chắc chắn một điều luôn mình có một điều mình rất là tự hào đó là luôn luôn tạo ra những cái năng lượng tích cực cho mọi người bởi vì mình biết là sau chương trình này xuống sóng sẽ có rất nhiều người cảm thấy xúc động và các bạn sẽ yêu phi sơn hơn yêu hữu tuấn hơn yêu tô văn vũ hơn thậm chí là chúng ta có thể lấy những câu chuyện này thành những cái câu chuyện của mình mình cũng đã mang đi kể câu chuyện này cho rất nhiều những cầu thủ trẻ ai đó mà hơi chấn thương một tí bắt đầu cảm thấy buồn bã kể cho các bạn ấy nghe một tá câu chuyện luôn nhưng ai đó mà gặp những vấn đề khó khăn ok nỗi đau là nỗi đau đúng không nhưng đôi khi cái nỗi đau mà chúng ta nhìn thấy cái hướng để chúng ta giải quyết thì nỗi đau đấy nó lại trở thành một cái động lực cực mạnh để chúng ta làm được những điều tưởng chừng như chúng ta không thể làm được và trên tất cả chúng ta hãy cố gắng để đừng lãng phí một cuộc đời vì ai cũng chỉ sống có một lần thôi nhưng một lần là quá đủ nếu chúng ta sống đúng sống chuẩn, sống hết mình và đi đến cái điểm tới hạn cuối cùng của bản thân. Điểm tới hạn cuối cùng ở đây chúng ta tạm gọi là phát huy được tất cả khả năng của mình ở mức cao nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Không biết là các bạn thấy thế nào nhưng mà mình thì chắc chắn bây giờ là mình đã cảm thấy sảng khoái hơn một ngày chủ nhật rất nhiều niềm cảm hứng, rất nhiều những câu chuyện hay. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. À, mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn những cái câu chuyện liên quan đến uh, những câu chuyện thời sự liên quan đến bóng đá Việt Nam và đan sen với nó có thể là từ bây giờ là cứ đến thứ bảy hoặc chủ nhật là chúng ta tạo ra những cái câu chuyện đầy cảm hứng như thế này OK các bạn nhé OK đấy bây giờ thì uh, các bạn đang nhìn thấy ở trên uh, màn hình của các bạn đó là tăm nước và bàn chải đánh răng tăm nước gia đình thì mình nói với các bạn rồi À, nó có 3 chế độ và 10 cấp độ tổng cộng là có đến tận là 30 cấp độ dành cho 30 loại răng khác nhau trong khi đó thì cái à, à, tăm nước cá nhân này chúng ta có 3 chế độ là mức cao mức vừa và mức nhẹ để dành cho ba loại răng đó thì chúng ta biết rồi là cái tăm nước này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là rửa sạch toàn bộ những cái thức ăn thừa còn dắt ở trong kẽ răng mà tăm tre không thể lấy đi được tăm tre thì nó chỉ đẩy những cái vật to thôi đúng không còn những cái nhỏ nhỏ là nó vẫn ở trong đó Và cái đấy nó làm cho chúng ta bị hôi miệng Cái đó làm cho chúng ta bị viêm lợi và viêm chân răng Nó rất là nguy hiểm Chưa kể đến cái việc là cái tăm tre ấy, Nó có thể làm rách những cái phần lợi của chúng ta Và đấy nó nó có thể gây ra những cái bị viêm nhiễm Rất là nguy hiểm Còn anh tăm nước này thì sao? Anh bắn qua kẽ răng Không những anh không làm kẽ răng to ra Mà anh còn rửa sạch toàn bộ những cái mảng bám Thức ăn thừa ở trong và mát xa luôn cả lợi cho chúng ta nữa không những không làm tổn thương mà còn mát xa cho nó luôn các bạn thấy tuyệt vời không trên đời này không có gì mạnh bằng nước và cũng không có cái gì mềm mại bằng nước và các bạn biết là cái tâm nước này nó giống như là những người trụ cột trong gia đình ấy là cực kỳ cương quyết và mạnh mẽ với những cái gì gây hại cho gia đình nhưng lại vô cùng tinh tế nhẹ nhàng chăm sóc cho những người thân yêu của chúng ta cực kỳ tuyệt vời Ngoài ra thì còn có bàn chải đánh răng nữa Bàn chải đánh răng thì mình đã nói với các bạn rồi Bàn chải đánh răng bình thường thì chúng ta đánh răng là chúng ta đánh thế này Đánh này là sai Đánh thế này cũng là sai Bởi vì sao? Vì chúng ta đánh đánh ngang hay đánh dọc Thì cuối cùng cái bị tổn thương rất là lợi Các bạn tưởng tượng là một ngày Ví dụ các bạn ăn 3 bữa các bạn đánh răng 3 lần Nó nhay 3 lần Thì lợi của các bạn chắc chắn là sẽ bị tổn thương Thậm chí là nó còn đổi màu từ cái màu hồng hồng ấy nó đổi sang cái màu tai tái rất là rất là xấu mình đã từng có quả phối màu rất là ghê gớm đúng không là môi thì hồng răng thì trắng mà lợi mà lại tái tái thì nhìn trông rất kinh đó cho nên là chúng ta sử dụng cái này rất đơn giản vì nó, nó là cơ chế rung một phút là nó rung 40 lần 40 nghìn lần cho nên là các bạn cứ đặt ở đây thôi các bạn di là nó tự tất cả những mảng bám nó tự nó tự bỏ mà ở đây chúng ta thấy là còn có năm cái chế độ làm sạch này làm trắng này làm bóng này có dành cho răng sensitive tức là răng răng nhạy cảm và nó còn có một cái chế độ đấy là massage cho lợi và nướu đấy, các bạn thấy không nó cực kỳ tốt đây là những cái combo mà các nha sĩ hàng đầu thế giới khuyên chúng ta nên dùng các bạn đọc vlog Minh Hải các bạn mua thì các bạn sẽ được giảm thêm 160.000 hàng hôm nay sẽ đến Hà Nội và sẽ chuyển đến các bạn ngay lập tức các bạn hãy dành cơ hội để vệ sinh răng răng miệng cho mình cho những người thân trong gia đình mỗi một tháng các bạn dùng chưa mất đến một bát phở tổng cái giá trị khấu hao chỉ là 27.000 thôi Cảm ơn các bạn rất là nhiều số điện thoại là 0976 689 633 và website là smilesonic.vn mình vẫn chạy cái pop up ở đây để cho các bạn tham khảo môi anh Hải bị sao thế à, mình bị một cái nhiệt Thế nên là hôm trước là mình bị cái môi này mình không hiểu sao cứ mỗi một năm mình sẽ bị một lần à, năm trước là mình bị vào độ, à, cái cái năm mình cưới vợ là mình bị đúng vào đợt đi đón dâu ok các bạn thấy hay không? Hôm nay ba uh, câu chuyện các bạn thấy tuyệt vời không? Đấy, Còn nếu mà các bạn thích thì uh, từ bây giờ cứ đến thứ bảy chủ nhật thì chúng ta lại làm câu chuyện hay hay như này để cho những ngày nghỉ của chúng ta lại tràn đầy cảm hứng cho những ngày trở lại làm việc của chúng ta lại tràn đầy động lực Ok cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ mình xin phép là trả lời một vài câu hỏi các bạn nhé Một combo giá bao nhiêu vậy anh Minh Hải Các bạn alo hộ mình với Mình cũng không nắm được giá của từng cái đâu Và đây là hàng nhập Chứ là các bạn biết rồi Sân Playku cool, nay VIP rồi nhé mọi người Đẹp tuyệt vời luôn Mình cũng đã nhìn thấy rồi Nhưng mà mặt sân thì chắc chắn là phải sau này mới làm lại chú nghị phi sơn có tên trong danh sách hai ba cầu thủ đi úc không ạ mình nghĩ là có nghe minh hải kể về ba cầu thủ sao mà cảm động quá nguyễn thanh sơn cảm ơn các bạn rất là nhiều em còn nhiều câu chuyện lắm nói thật là những cái câu chuyện của em thì toàn là những câu chuyện đầy cảm hứng nói thẳng luôn là như thế hôm nào à thôi cứ bây giờ nếu mà các bạn muốn thì cứ thứ bảy chủ nhật chúng ta lại chọn một nhân vật hay là một câu chuyện hoặc một nhóm nhân vật để chúng ta kể cho nhau nghe các bạn nhá cảm ơn các bạn rất là nhiều Bây giờ thì mình xin phép là ngừng luồng live stream đây để ra ăn cơm với gia đình Cả nhà cũng đang ăn cơm, đang chờ Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ Các bạn nhớ giữ gìn nhá, Tết sắp đến rồi Và nếu các bạn có nhu cầu để mua sắm đồ cho bản thân hoặc là biếu tặng mọi người nhân dịp Tết Các bạn nhớ nhá, mình để ở phần mô tả cũng như ở phần comment Cả website lẫn số điện thoại Cảm ơn mọi người rất nhiều Chúc mọi người một ngày vui vẻ và có thêm nhiều năng lượng tích cực Cảm ơn mọi người, chúng ta sẽ còn gặp lại.